Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một cái video clip về làm cách để luộc trứng có lòng đào ấy. Lòng đào thì ăn nó rất là bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta. Và tùy vào cái độ thời gian thì mình sẽ cũng được cái trứng lòng đào nó theo sở thích của mình. Nếu như các bạn làm 5 phút thì lòng đào nó sẽ nhiều ấy. Còn bắt đầu từ phút thứ 6 trở đi ấy, thì là lòng đào của nó sẽ rất là ngon. Và đến phút thứ 8 thì là trứng của mình nó chín nhá. Và bây giờ thì mình cùng luộc các bạn nha. Khi mà các bạn luộc trứng thì các bạn sẽ cho nước ngập quả trứng như thế này cho mình nhé. Và các bạn sử dụng nước lạnh ấy, để mình luộc trứng thì nó sẽ không bị vỡ vỏ. Và để trứng nó không bị vỡ vỏ thì các bạn sẽ cho thêm cho mình một chút muối vào các bạn nha. Và nếu như mà trứng các bạn bảo quản ở trong tủ lạnh ấy, thì các bạn sẽ phải để trứng ra trước để cho nó hết lạnh đi. Sau đó thì các bạn mới đem luộc nhé. Nếu không thì cái trứng của chúng ta nó sẽ bị vỡ vỏ ấy các bạn. Đó, các bạn sẽ cho một chút muối vào và mình sẽ hòa tan cái muối này ra. Sau đó thì luộc nó sẽ không bị vỡ vỏ các bạn ạ. Bây giờ các bạn sẽ bật bếp lên nhé. Và mình sẽ tính từ cái thời gian mà các bạn bật bếp như thế này là cứ 5 phút thì là cái lòng đào của chúng ta nó 5 phút thì cái lòng đào của nó sẽ nhiều ấy, còn 6 tính từ phút thứ 6 trở đi thì lòng đào nó sẽ vừa vừa và nó hơi kết lại một chút thì ăn nó sẽ rất là ngon. Và khi mà luộc thì các bạn dùng đũa mình đảo như thế này để cho cái lòng đỏ của chúng ta nó ở giữa ấy các bạn. Và các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô nước lạnh ở bên ngoài nhé. Khi mà các bạn luộc trứng xong thì các bạn cho vào cái tô nước lạnh thì nó sẽ dễ bóc vỏ hơn và nó không bị sát ấy, không bị sát vào quả trứng. Sau khi cái nồi trứng của mình nó sôi được 5 phút như thế này rồi thì mình sẽ để thêm 1 phút nữa các bạn nhé. Để cho nó là 6 phút ấy, thì cái lòng đào của nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ để mình thử nhá. Khi mà trứng được 5 phút thì xem là lòng đảo của nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vớt ra đây trước và mình sẽ chờ thêm 1 phút nữa thì mình sẽ bỏ quả khác ra. Trứng lòng đào thì nó ăn rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà mình xem là đối với các cái phút khác nhau ấy thì trứng của mình nó sẽ chín ở mức độ nào các bạn. Và tùy thuộc vào các bạn thích ăn ở phút thứ bao nhiêu thì các bạn xem video này xong thì các bạn làm nha. Mình tính cái thời gian từ lúc mà mình đặt bếp lên nấu nhá là 5 phút thì mình nhấc cái quả trứng này ra rồi. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái tô nước lạnh để các bạn làm cho cái vỏ trứng của chúng ta nó không bị dính vào cái lòng trắng ấy. Và khi mà các bạn cho muối vào thì trứng của chúng ta nó sẽ không bị vỡ vỏ, không bị nứt ấy. Để ra ngoài. Bây giờ thì cái quả trứng của mình nó đã nguội thì mình sẽ để ra ngoài nhá. Mình sẽ để riêng ra một chỗ các bạn. Và bây giờ được 6 phút rồi thì mình sẽ cho một quả nữa ra. Để mình xem là cái quả 6 phút này thì lòng đào của nó sẽ như thế nào nhá. Và mình sẽ để thêm ở trong này có một quả 7 phút và một quả 8 phút để xem là cái lòng đào của nó như thế nào các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đánh dấu cái quả mình nhấc ra lúc 5 phút các bạn nhé. Đây là quả mình nhấc ra lúc 5 phút này. Các bạn cứ ngâm đến khi cái quả của mình nó nguội nhá. Và cái này là 6 phút thì các bạn sẽ lau khô đi để mình viết số 6 vào đây là 6 phút. Bây giờ sau khi được 1 phút nữa rồi thì mình sẽ bỏ thêm một cái quả nữa ra. Còn quả còn lại thì mình sẽ để đến 8 phút đấy các bạn. Để xem là lòng đào của nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ ngâm. Mình sẽ ngâm cái quả trứng này để cho nó nguội á. Và cái quả trứng này mình sẽ đánh dấu nó là 7 phút các bạn nhé. Ok.
Còn khoảng độ mấy chục giây nữa thì là 8 phút thì mình sẽ vớt nốt cái quả này ra các bạn nha. Bây giờ là 8 phút rồi thì mình sẽ tắt bếp nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho nó vào cái tô nước lạnh như thế này. Và đây là quả thứ 8, sau khi nó nguội rồi thì mình sẽ đánh dấu nó là quả thứ 8 các bạn nhé. Và khi mà các bạn muốn ăn trứng lòng đào ấy thì các bạn nên sử dụng gà ta các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ bóc cái quả trứng mà mình luộc được tầm 5 phút các bạn nhé. Thì mình xem là cái mức độ lòng đào của nó như thế nào ấy. Cái trứng lòng đào ăn rất là ngon, rất là bổ. Nhưng mà khi mà mình muốn ăn trứng lòng đào thì các bạn nên lựa chọn những cái quả trứng gà ta. Còn trứng vịt thì nó sử dụng hơi nhiều cái cám, thì khi mà ăn lòng đào thì nó hơi bị tanh các bạn ạ. Cái quả mà mình luộc được 5 phút thì bóc nó hơi khó. Sau khi mình bóc xong rồi thì mình sẽ cắt thử các bạn nhé. Đó. Thì các bạn sẽ thấy cái lòng đào của chúng ta nó vẫn còn mật như thế này này các bạn này. Đấy, nó vẫn còn mật như thế này. Là được 5 phút các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ bóc cái thử cái quả mà mình bỏ ra lúc 6 phút nhé. Quả 6 phút thì bóc nó dễ hơn một chút này các bạn này. Nó không bị sát. Đây là quả 6 phút này các bạn. 5 phút thì lòng đào của nó rất là ngon. Và nếu như các bạn muốn ăn lòng đào như vậy thì các bạn chỉ cần luộc 5 phút. Tính từ lúc mà mình đặt lên bếp ấy các bạn. Nếu như các bạn muốn ăn lòng đào nó chín hơn chút thì là 6 phút. Và đợi mình cắt nó ra các bạn nhé. Và khi mà các bạn luộc ở trên bếp thì các bạn sẽ đảo đảo đi để cho nó. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái quả 6 phút. 6 phút thì cái lòng đào của mình nó khô lại như này này các bạn này. Tuy nhiên ăn nó vẫn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ bóc tiếp cái quả 7 phút nhé. Bây giờ thì mình sẽ bóc nốt. Các bạn nhìn xem 5 phút thì cái lòng đào của mình nó chảy chảy ra. Thì đối với những người mà người ta ăn được lòng đào theo hình thức kiểu sống sống một chút ấy, thì ăn như vậy nó sẽ rất là ngọt. Còn nếu không thì mình để 6 phút hoặc là 7 phút. Và khi các bạn thấy là cái mức độ mình đun lâu ấy thì cái vỏ nó bóc rất là dễ này. Nó bị sát ít hơn. Sau đó thì các bạn sẽ mình sẽ cắt tiếp cái quả 7 phút xem nó như thế nào các bạn nhé. 7 phút thì lòng đào của mình nó gần như là chín rồi này các bạn này. Các bạn thấy không ạ? Bây giờ mình sẽ bóc thử cái quả 8 phút xem nó như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ bóc cái quả 8 phút. Và khi mà mình luộc đến phút thứ 8 như thế này rồi thì các bạn sẽ thấy là cái việc bóc vỏ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nó không bị sát. Còn cái lúc 5 phút thì cái vỏ của nó bị sát khi mà chúng ta bóc ấy. Bây giờ thì mình sẽ cắt các bạn nhé. Với những quả mà 8 phút như thế này thì lòng đỏ của mình nó gần như là đã chín hết. Thì đối với các cái quả nó chín như thế này thì ăn nó rất là bổ và rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta ấy. Nếu như các bạn mà muốn ăn
những cái quả mà nó chín hẳn như thế này thì các bạn sẽ nấu cho mình 8 phút nhá. Và các bạn ngâm từ 1 đến 2 phút thì cái lòng đỏ nó sẽ chín luôn. Tính từ cái lúc mà mình cho trứng vào ấy. Còn 5 phút thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cái lòng đào của nó vẫn còn chảy ra như thế này này. Đó. À, và để ăn cái món này thì các bạn ngon nhất đó là các bạn chấm với bột canh nhé. Và mình chúc các bạn sẽ có một cái món ăn bổ dưỡng vào buổi sáng các bạn nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo.